Cẩm Tú xin mến chào quý vị. Quý vị đang đến với podcast Thanh Niên, chương trình ghi nhanh 6 giờ. Chương trình sáng nay thứ 6 ngày 25 tháng 8 năm 2023 sẽ truyền đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Và như thường lệ, người bạn dẫn quen thuộc, người sẽ đồng hành cùng với Cẩm Tú trong ghi nhanh sáng nay đó là anh Phước Nhân. Chào buổi sáng Cẩm Tú và chào quý vị thính giả. Thay mặt cho toàn bộ ekip thực hiện Phước Nhân và Cẩm Tú, mến chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng, làm việc học tập thật hiệu quả. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào 2 ngày nghỉ cuối tuần. Vì thế mong rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày thật trọn vẹn với tất cả quý vị. Còn sau đây sẽ là nội dung chính của chương trình sáng nay. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puyen Việt Nam tiếp tục cắt giảm hơn 1.200 công nhân. Lời khai ban đầu của nghi phạm dùng khí CO đầu độc vợ và ba con. Cảnh sát giao thông thông tin về vụ nam thanh niên tố cảnh sát dùng gậy tác động vật lý. Tình trạng chung cư Đặng Thái Thân ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị đe dọa do bờ ta luy xuống cấp nghiêm trọng sẽ được đề cập trong góc nhìn sáng nay. Tiếp nối là một lướt mạng với thông tin liên quan đến video ghi lại cảnh nhóm lái mô tô gây náo loạn và cắt lái. Trọn bộ 6 phần phim lật mặt của Lý Hải đến với khán giả toàn cầu. Máy bay rơi ở Nga, Trung Wagner có tên trong danh sách hành khách. Triều Tiên phóng vệ tinh lần 2 nhưng lại thất bại. Trước khi đến với những nội dung hấp dẫn kể trên, mời quý vị cùng đến với điểm tin trong nước. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Puyen Việt Nam, gọi tắt là Puyen Việt Nam, thuộc tập đoàn quốc tế Puyen Đài Loan, hoạt động ở lĩnh vực sản xuất giày, đóng tại quận Bình Tân, dự kiến sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 1.200 người. Đây là lần thứ ba công ty này thông báo cắt giảm lao động. Puyen Việt Nam được xem là công ty đông lao động nhất Thành phố Hồ Chí Minh, khi có thời điểm công nhân lên đến gần 100.000 người. Hiện tổng số lao động đang làm việc chỉ còn 39.500 lao động. Theo công ty, lý do dẫn đến việc cắt giảm lao động hàng loạt là vì sự sụt giảm đơn hàng. Cụ thể, kể từ tháng 12 năm 2022, số lượng đơn hàng với các đối tác ở thị trường châu Âu và thị trường Mỹ bị sụt giảm. Người dân các nước cắt giảm chi tiêu. Dù đã nỗ lực đàm phán, nhưng với tình hình kinh tế thế giới còn khó khăn, buộc Puyen Việt Nam phải tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty dự kiến họp với người lao động vào ngày 26 tháng 8 để giải thích các chế độ trợ cấp liên quan. Thời gian thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 17 tháng 9. Liên quan vụ bố mẹ con chết bất thường ở xã Cam An Nam thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Hôm qua ngày 24 tháng 8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định Hồ Xuân Hải, 52 tuổi, trú thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, là nghi phạm dùng khí CO, tức carbon monoxide, đầu độc vợ và các con khi ngủ. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình CO. Khám nghiệm các tử thi, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân bố mẹ con tử vong là do ngộ độc khí CO. Bước đầu, nghi phạm Hải khai nhận gia đình có đầu tư trang trại nuôi heo nhưng thất bại, lâm vào cảnh nợ nần nhiều. Sau đó quyết định đầu độc cả gia đình bằng khí CO. Để thực hiện hành vi, nghi phạm đã vào các trang mạng tìm mua bình khí CO và tham khảo hướng dẫn sử dụng trên Internet. Rạng sáng 23 tháng 8, sau khi vợ và các con ngủ say, nghi phạm Hồ Xuân Hải đã xả khí vào phòng ngủ. Sau đó, Hải cũng vào phòng ngủ, hít khí độc nhưng không chết. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ hình sự Hồ Xuân Hải. Một nam thanh niên 24 tuổi ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa gửi đơn khiếu nại đến thanh tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 về việc anh bị cảnh sát giao thông rạch chiếc thuộc PC08 dùng gậy tác động vật lý thẳng vào mắt kính khiến anh phải nhập viện mổ gấp. Hôm qua ngày 24 tháng 8, phòng PC08 đã mời người tố cảnh sát giao thông dùng gậy tác động vật lý để làm việc. Vừa đó là em đi từ Thủ Đức á, về ngã tư Bình Thái á. Dạ, em gặp chốt giao thông ở trên đường ở bên cái đó là cái làn của xe máy á. Dạ dạ. Thì em đi lúc đó em đi ngang thì có một anh đi ra anh quắt vô, nhưng mẹ không có ý định dừng lại thì em chạy luôn đó. Em chạy thì gần thấy chốt á, thì có một anh trong chốt đi ra cầm cây tác động vật lý vô mặt em đó. Dạ. Xong rồi em chạy qua khoảng 100 mét á, thì cũng khoảng 50 mét là em thấy máu, cái mắt em nó thấy đường rồi đó. Em chạy khoảng 100 mét là em tấp vô lề luôn. Vừa rồi là lời kể của nam thanh niên và liên quan đến vấn đề này, đại diện phòng PC08 cho hay, theo xác minh ban đầu, lúc 11 giờ 55 phút ngày 13 tháng 8, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có mặt tại trụ điện trên xa lộ Hà Nội, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, thực hiện nhiệm vụ xử lý chuyên đề tốc độ theo kế hoạch.
Đến 11 giờ 57 phút, thông qua máy ghi hình, phát hiện một xe máy vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe theo đúng quy định. Tuy nhiên BC08 cho hay, người vi phạm đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Người vi phạm chạy qua hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông thứ nhất và tiếp tục lao vào cảnh sát giao thông thứ hai phía sau để qua chốt kiểm soát xử lý vi phạm tốc độ. Theo quán tính, cảnh sát giao thông thứ hai né tránh vào lề đường và không xác định được có va chạm giữa người vi phạm với gậy chỉ huy giao thông hay không. Cảnh sát giao thông rạch chiếc không dừng được xe trên nên ghi nhận vào sổ nhật ký tuần tra và tiến hành trích xuất hình ảnh xử lý bằng hình thức phạt nguội. Khoảng 20 phút sau, người này quay lại nhờ tổ công tác đưa đi cấp cứu do mắt bị thương. Tổ công tác đã cho người hỗ trợ đưa anh này đến bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức để sơ cứu. Sau đó, tổ công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt khẳng định đơn vị tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Trường hợp xác minh phát hiện cán bộ chiến sĩ vi phạm quy trình công tác hoặc có hành vi dùng gậy điều khiển giao thông tác động vào mặt của nam thanh niên thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Cũng trong hôm qua, nam thanh niên xác nhận đã đến làm việc với phòng PC08. Tại đây, anh khai báo lại việc anh phải mổ gấp tại bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh để khâu giác mạc và bảo tồn mắt. Trong suốt thời gian anh làm viện, có đại diện đội cảnh sát giao thông rạch chiếc đến thăm hỏi sức khỏe. Nam thanh niên thừa nhận hành vi không dừng xe khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh là sai. Tuy nhiên, anh cho rằng anh chưa có hành vi chống đối hay tấn công cảnh sát giao thông mà lại bị đánh mạnh vào mắt gây thương tích, nên anh làm đơn khiếu nại, đề nghị PC08 làm rõ trách nhiệm của cảnh sát giao thông liên quan. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong một điểm tin trong nước. Tiếp theo, xin mời quý vị đến với góc nhìn sáng nay. Hơn một tháng qua, người dân sống trong chung cư Đặng Thái Thân ở phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và phía dưới bờ kè ta luy của chung cư này bị đe dọa vì tình trạng sạt trượt đất và nghiêng bờ kè. Phần đất phía sau khu chung cư bị sạt trượt, sụp lún và nứt nghiêm trọng. Phía trước 3 căn hộ, đất đá bị sạt dẫn đến một phần thềm bị hở theo kiểu hầm hít, xuất hiện vết nứt tiếp giáp giữa vách tường và bờ hiên. Người dân phải lấy gạch đá để chèn vào những chỗ bị hở. Bờ ta luy dài khoảng 30m, cao khoảng 5m. Phía dưới bờ kè bị sạt nghiêng vào vách một nhà dân. Do đó, trong căn nhà cấp 4 của gia đình này cũng xuất hiện những vết nứt dài trên vách tường, khiến cả nhà phải sống trong nơm nớp lo sợ. Tình trạng sụt lún đất, bờ ta luy bị sạt nghiêng xảy ra đầu tháng 7 vừa qua, thời điểm Đà Lạt mưa lớn liên tục. Lúc đó, chính quyền phường 3 yêu cầu hộ dân này phải di dời đến nơi an toàn. Ông Huỳnh Văn Thà, trưởng ban quản lý chung cư Đặng Thái Thân cho biết. Đấy, cái này là cái hiện trạng như cái hôm cái cơn mưa đầu tiên của Đà Lạt đó. Đấy, thì khoảng ngày 29 tháng 6 đấy thì coi như là các cái nơi khác thì bị sụt lún ta luy, nhưng mà riêng chung cư Đặng Thái Thân thì coi như một đêm tới sáng thì nó bị tuột hết thế này. Nó tuột hết thế này thì nó mới xảy ra tình trạng là bây giờ nó xé từ đây, nó xé qua 4 nhà bên kia luôn. Đấy, rồi còn cái ta luy cũ mà khi trước đây nhà nước xây cho để mà giữ cái chung cư đó thì nó đã nứt, nó đè xuống cái nhà dưới kia rồi, đè 3 hộ dân dưới kia rồi. Ông Huỳnh Văn Thà cho biết chung cư Đặng Thái Thân được đưa vào sử dụng từ năm 1997 và đây là một trong những khu chung cư đời đầu ở Đà Lạt. Khu chung cư hiện có 34 hộ gia đình đang sinh sống. Hôm qua 24 tháng 8, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa ký lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo kè chắn đất tại chung cư Đặng Thái Thân. Theo ông Tú, việc xây dựng khẩn cấp kè ta luy chắn đất sau chung cư Đặng Thái Thân có vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng, được giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất Đà Lạt để sớm khắc phục triệt để sự cố kè chắn đang bị nghiêng ra ngoài 30cm so với chân ta luy. Cẩm Tú và quý vị có thấy không, nếu sống tại chung cư bị đe dọa vì tình trạng sạt trượt đất và nghiêng bờ kè thì cư dân nơi này sẽ chẳng thể nào an tâm được. Không ai biết khi nào sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng là hết sức nguy hiểm Cẩm Tú ha. Dạ vâng, đúng vậy đó anh Dân. Chương trình hy vọng là tình trạng này sớm được khắc phục để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống. Và điều này cũng thể hiện sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương với đời sống người dân. Chuyển sang một nước mạng thưa quý vị. Vài ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm người đi mô tô chạy ngược chiều khi vào khu vực phà cắt lái để mua vé. Sau đó, nhóm người này lời qua tiếng lại với người dân đi xe máy đang đợi mua vé. Đỉnh điểm là màn xô xát giữa một người dân và một vài người của nhóm mô tô. Lúc này, nhân viên bán vé cùng vài người còn lại trong nhóm mô tô can ngăn. Video ghi lại toàn bộ vụ việc khiến người xem bất bình. Liên quan vụ việc này, Công an huyện Nhân Trạch đang điều tra, xác minh làm rõ và sẽ thông tin cho báo chí khi có kết quả. Theo giám đốc xí nghiệp quản lý phà cắt lái, sự việc xảy ra vào chiều 20 tháng 8 tại bờ phía huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Thời điểm này đang có nhiều người xếp hàng lên phà. Một số người dân bị phản ứng khi thấy nhóm đi mô tô chạy lên phía trước. Lãnh đạo giám đốc xí nghiệp quản lý phà Cát Lái cho hay, thời gian qua có nhiều trường hợp xe chạy lấn làn hoặc đi ngược chiều khi qua phà. Các trường hợp này, đơn vị sẽ không bán vé và yêu cầu quay lại xếp hàng đúng đường để đảm bảo trật tự và an toàn. Phà Cát Lái nối thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2017, Thủ tướng đã có văn bản chấp thuận bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020 theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó có dự án xây dựng cầu Cát Lái thay thế phà Cát Lái hiện tại. Từ đó đến nay, dự tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành nhiều cuộc họp bàn xây cầu nhưng chưa thể thống nhất. Phía tỉnh Đồng Nai muốn sớm xây cầu Cát Lái, trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh lại muốn xây dựng sau năm 2030. Câu chuyện chen ngang không xếp hạng vốn đã được nói đến rất là nhiều nhưng mà xem ra nó vẫn chưa bao giờ được giải quyết, đúng không anh Nhân? Rõ ràng đây là vấn đề thuộc về ý thức và những hình ảnh này không đẹp chút nào, cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để những vụ việc tương tự không xảy ra. Ừ, đúng rồi đó Tú ơi, cũng may là chỉ có một số ít người thiếu ý thức như vậy thôi. Chứ phần đông thì mọi người vẫn xếp hàng rất trật tự. Đó là những hình ảnh đẹp cần phải được phát huy. Những việc làm tuy nhỏ nhưng nó luôn thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử nơi công cộng của chúng ta. Tiếp theo sau đây là thời lượng dành cho điểm tin giải trí. Thưa quý vị, thương hiệu ăn khách phòng vé Việt Nam của nghệ sĩ Lý Hải là phim lật mặt chính thức phát hành toàn cầu trên Netflix, nơi khán giả có thể thỏa mãn cảm xúc từ đủ thể loại, hành động, hài, kinh dị cho đến chính kịch. Lật mặt xoay quanh những câu chuyện khác nhau nhưng gắn kết bởi yếu tố thuần Việt chân thực, bình dị. Bên cạnh những pha hành động kịch tính, thương hiệu lật mặt còn chiếm được tình cảm của khán giả nhờ tái hiện những lát cắt trong đời sống của người Việt Nam, đưa người xem khám phá bản sắc văn hóa đa dạng từ miền Bắc, miền Trung đến miền Tây Nam Bộ. Bộ 3 phần phim của lật mặt gồm Lật mặt, Lật mặt 2, phim trường, Lật mặt 3, ba chàng khuyết, ghi hình trải dài từ Bình Thuận đến Thừa Thiên Huế, Lật mặt 4, nhà có khách, mang đến những thước phim về lễ hội truyền thống của Tây Bắc, đưa khán giả trôi trong những cảm xúc về tình mẫu tử và tình bạn. Gần đây nhất, Lật mặt 5, 48 giờ và Lật mặt 6, tấm vé định mệnh, tập trung khai thác về lối sống của người dân miền Tây Nam Bộ. Trong đó, Lật mặt 6, tấm vé định mệnh chinh phục khán giả, đạt doanh thu kỷ lục hơn 280 tỷ đồng chỉ sau hơn 3 tuần ra mắt và trở thành phim có doanh số cao thứ 3 lịch sử màn ảnh Việt. Tựa phim ăn khách này không chỉ được khen ngợi vì cốt truyện hấp dẫn, mà còn vì nỗ lực của đoàn làm phim để tạo ra nhiều cảnh quay hoành tráng tại làng chiếu Định Yên, Đồng Tháp. Không biết là Cẩm Tú xem được bao nhiêu phần phim của Lật mặt rồi? Dạ, Cẩm Tú vốn là người ủng hộ phim Việt, nhất là phim của những đạo diễn tử tế. Nên với Lật mặt thì Cẩm Tú đã coi đủ cả 6 phần rồi đó anh Nhân. Và phải thừa nhận một điều này, qua mỗi phần phim thì tay nghề của anh Lý Hải càng lên tay. Mỗi phần đều có những nét hay riêng, nổi bật riêng, phù hợp với từng đối tượng khán giả. Còn anh Nhân thì sao? Anh có coi hết giống như Tú không? À, anh thì cũng không thường xuyên coi phim nhiều. Nhưng mà với Lật mặt là anh coi được phần 2, phần 3, phần 6 nè. Riêng cái phần mà anh thích nhất á, là Lật mặt 6, tấm vé định mệnh. Có thể nói là cũng lâu lắm rồi, anh mới thấy có một kịch bản phim Việt Nam làm tử tế, chặt chẽ, logic đến như vậy. Vậy thì sau khi đã coi xong phần 6 rồi á, Cẩm Tú hỏi vui anh một chút ha. Anh có muốn trúng số như là các nhân vật trong phim không anh? Câu này khó nha, câu này khó. Đúng là trúng số thì không biết là phúc hay là họa nữa. Nhưng ai mà chẳng mong trúng số một lần xem sao, phải không Tú? Không trúng đặc biệt thì cũng trúng giải nhỏ nhỏ thì cũng được. Nhưng mà điều quan trọng là anh ít khi mua vé số lắm, cho nên cái chuyện trúng số có vẻ nó hơi lâu. Vậy thì Cẩm Tú chúc anh Nhân sớm phát tài và nhớ mua vé số nhiều vào nha anh. Ừ, hay quá Tú ơi. Thôi, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo nào. Đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý trong chuyển động toàn cầu. Thưa quý vị, chính quyền Nga cho biết, lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin nằm trong danh sách hành khách của một máy bay vừa bị rơi ở nước này. Thông tin trên được đưa ra khoảng 2 tháng sau cuộc nổi dậy bất thành của nhóm Wagner. Đoạn video chưa được xác minh từ một hãng tin Nga, được cho là ghi lại vụ tai nạn. Reuters đã sử dụng hình ảnh vệ tinh và đường phố để xác nhận vị trí của video, nhưng không thể xác nhận ngay ông Prigozhin có mặt trên máy bay. Theo nhà chức trách Nga, vụ tai nạn xảy ra vào tối 23 tháng 8 ở phía bắc Moscow và không ai trên máy bay sống sót. Theo truyền thông Nga, ban đầu 8 thi thể đã được tìm thấy tại địa điểm máy bay rơi. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành. Ông Prigozhin đã trở nên nổi tiếng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Các tay súng của ông đã dẫn đầu cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut trong trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất cuộc xung đột. Vào tháng 6, ông tổ chức một cuộc nổi loạn chống lại lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga. Ông Prigozhin được cho là phải chuyển đến nước láng giềng Belarus theo một thỏa thuận để chấm dứt cuộc nổi loạn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa Chulima-1 mang theo vệ tinh dò thám Malyang-1 vào rạng sáng hôm qua 24 tháng 8 nhưng thất bại. Nguyên nhân là do xảy ra trục trặc ở tầng 3 của tên lửa đẩy. KCNA nói rằng đó không phải là vấn đề lớn về khía cạnh đáng tin cậy của các động cơ tầng và hệ thống. Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Triều Tiên dự định điều tra nguyên nhân sự cố và sẽ thử phóng vệ tinh một lần nữa vào tháng 10. Hồi cuối tháng 5, Triều Tiên cũng phóng vệ tinh dò thám lần đầu tiên nhưng bị thất bại. Tiếp theo sau đây là dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại Hà Nội trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Thưa quý vị, thời lượng của Nghe Nhanh 6 giờ của podcast Thanh Niên đến đây là hết. Thay mặt ekip Cẩm Tú và Phước Nhân, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Một lần nữa, xin mến chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai.